Giá cả ở thời điểm đầu năm ở Xuân Tân Sửu này nha, rất nhiều các chương trình khuyến mại và lì xì đầu năm cho anh em. Winix chỉ từ 36 triệu 500 thôi nha. Airblade phiên bản 125 40 từ 40 đến 43 triệu 500. Honda Airblade 150 từ 54 đến 55 triệu để có cơ hội là bốc thăm trúng thưởng để nhận thêm một chiếc xe Honda Airblade 150 nữa. Rất là nhiều chương trình khuyến mại luôn. Và Vision về rất là nhiều luôn. Vision giá rẻ, nhiều màu sắc. Hello, xin chào các bạn. Chào Xuân Tân Sửu và ngập tràn những các chương trình khuyến mại cũng như là cái giá cả ở thời điểm ra Tết này là cực kỳ là rẻ rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ báo giá và các chương trình khuyến mại cho các bạn ở thời điểm mới nhất khi ra Tết nha các bạn. Thì đầu tiên, cửa hàng mình đang bán các dòng xe như là xe ga đi. Mình sẽ đi trước là về xe Honda Vision. Thì ở thời điểm này thì Vision 2020, 2021 rất là về rất là nhiều nha các bạn. Về giá của phiên bản này thì bên cửa hàng mình đang để giá cho các bạn là từ 31 triệu 300 cho đến là 37 triệu. Ở phiên bản trước các bạn đây đang là phiên bản Honda Vision màu cá tính, phiên bản vành 16 inch này. Để giá cho anh em là 37 triệu nha các bạn. 37 triệu trả góp, trả trước cho mình từ 7 triệu là mua xe được nha. Ở phiên bản cá tính đặc biệt ở bên cạnh thì để giá cho anh em nó rơi vào là hơn 36 triệu thôi nha các bạn. Phiên bản này rất là rẻ nha. Còn ở tiếp theo mình đang có phiên bản Vision màu đen nhám. Đen nhám này thì là đen nhám vàng đồng nha các bạn. Ở phiên bản này để giá cho anh em là 36 triệu hơn một tí nha các bạn. Đó. Và anh em mua xe Honda Vision trả góp thì các bạn trả trước cho mình từ 7 triệu và thủ tục chỉ cần là chứng minh thư nhân dân, cộng sổ khẩu hoặc là bằng lái xe nha các bạn. Vision này thì thiết kế rất là nhỏ nhắn rồi. Màu đen nhám này thì bán cực kỳ là chạy luôn. Và ở thời điểm hiện tại thì bên mình cũng đang bán SH1 cũng rất là nhiều và không có nhiều hết hiện tại còn SH1 như này đâu. SH1 ở phiên bản mình đang có phiên bản thời trang phanh ABS thì để giá cho các bạn ở phiên bản này là, các bạn chờ mình một chút xíu nhá. Phiên bản này để giá cho anh em là hơn 70 triệu nhá. Đó, 70 triệu các bạn trả trước cho mình khoảng là 15 triệu anh em mua xe trả góp được rồi nhá. Và ở phiên bản tiếp theo ở mình đang có là một chiếc xe SHI. SHI này thì ở đây là phiên bản 150 phanh CBS. 150 phanh CBS mình để giá cho anh em là, chờ chút xíu để mình xem giá nhá. 150 phiên bản này mình để giá cho anh em là 98 triệu nguyên xe nha anh em. Các bạn mua trả góp trả trước cho mình từ khoảng 20 triệu. Thủ tục vẫn chỉ cần là chứng minh thư nhân dân, cộng sổ khẩu hoặc bằng lái xe và mình cũng không cần yêu cầu là thế chấp hay là chứng minh thu nhập gì đâu nha. Đó. Với SH thì bọn mình đang có rất nhiều các chương trình khuyến mại tặng phần quà lên đến 1 triệu đồng cũng như là bảo dưỡng trong vòng 3 năm, kiểm tra định kỳ 6 lần và hỗ trợ xăng xe cho anh em khi mua xe tại cửa hàng nha. Ở phiên bản Vision này bọn mình cũng đang để cho anh em là 36 triệu hơn nha. Các bạn mua xe trả góp trả trước cho mình từ 7 triệu là được nha. Phiên bản màu này thì đây là màu mới của đời năm nay này. Màu xanh đây gọi là xanh sẫm đi. Bán rất là chạy. Đặc biệt là rất là nhiều người hỏi trong dịp Tết. Vậy thì ra Tết các bạn có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0987 162 438. Và các bạn hãy nhớ là follow cái kênh này của bọn mình nha. Tiếp đến thì Vision màu này đi. Đây cũng là một chiếc xe Vision phiên bản đời mới nhất của bọn mình. Màu này là màu xanh. Xanh này cũng là màu xám sẫm đi. Xám sẫm này cũng để giá cho anh em đang là 37 triệu này. Màu này thì rất nhiều người hỏi quan tâm trong dịp Tết nhưng cửa hàng mình hết và ra Tết thì về rất là nhiều. Cái màu này anh em nào có nhu cầu thì hãy comment cho mình là số điện thoại cộng với loại xe để bọn mình tư vấn cho các bạn nha. Số điện thoại cộng loại xe là các bạn mua được rồi nha. Màu xanh sẫm này thì đang các họa tiết đang rất là đẹp này. Từ cái chữ Special Edition là phiên bản cá tính đặc biệt này cũng như là hệ thống phanh kết hợp phanh CBS với củ dầu Nissin màu đỏ này rất là phối màu lên, rất là hút mắt. Đó, mà cái phuộc giảm sóc của cái chiếc xe này cũng là phuộc đỏ này, các bạn không cần phải sơn tĩnh điện hay là phải làm gì nữa đâu. Để giá cho anh em là 37 triệu giả trước cho mình từ 7 triệu các bạn mua xe trả góp được rồi nha. Rất là đẹp. Động cơ mới rất là khỏe, kiểu thì là thời trang và cá tính. Còn ở phiên bản SH này thì bọn mình đang để giá cho các bạn là 125 CBS nha. 125 CBS để giá cho anh em là 80 triệu tròn. 80 triệu nếu anh em nào muốn độ sport lên, sơn tĩnh điện lên thì anh em thêm cho mình 2 triệu nha. Thì các bạn sẽ được như là cái vành xe sẽ là màu đen này. Đó. Các loại phuộc hoặc là cũng như là cái phần nồi này cũng sẽ để cho anh em màu đen. Các bạn thêm cho mình 2 triệu. Như vậy chiếc xe này 125 CBS để giá cho anh em là 82 triệu. Còn nếu như là 125 ABS thì sẽ để giá cho các bạn là 91 triệu nha các bạn. ABS 91 triệu. 150 CBS để giá cho anh em là 98 triệu và 150 ABS thì để giá cho anh em là 110 triệu nha các bạn. Và các bạn lưu ý mua xe trả góp từ SH trả trước cho mình khoảng là 20 đến 25 triệu. Các bạn sẽ có những lãi suất cực kỳ ưu đãi trả góp trong vòng là 6 tháng, 12 tháng hoặc là 18 tháng nha các bạn. Thủ tục chứng minh thư nhân dân, cộng sổ khẩu hoặc bằng lái xe là được nha các bạn.
Đó, Tết này thì bọn mình sẽ lì xì cho những khách hàng mua online, 10 khách hàng mua online đầu tiên nha, các bạn hãy liên hệ cho mình. Bọn mình sẽ luôn luôn có những cái lì xì đầu năm cho các bạn khi mua xe nha. Và đặc biệt hơn là đối với dòng xe Honda e-Blade thì bọn mình cũng đang có cái chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng cực kỳ hấp dẫn nha. Ở phía bên này thì mình đang có chiếc xe Honda e-Blade màu đỏ nha các bạn. Đây, một em màu đỏ e-Blade phong thủy đầu năm nha. Và đối với e-Blade bọn mình đang có chương trình khuyến mại là đối với dòng 150 thì ở phiên bản này thì đang để giá cho các bạn là, các bạn chờ một chút xíu nha để mình cập nhật lại giá nào. Ở phiên bản này để giá cho các bạn chiếc xe này rơi vào là 55.200.000. Các bạn sẽ được tham gia cơ hội là bốc thăm quay số trúng thưởng để có cơ hội là trúng thêm 550 xe Honda e-Blade bốc thăm vào cuối tháng 3 nha các bạn. Và trong thời gian là từ 15 tháng 1 đến hết 31 tháng 3. Như vậy các bạn vẫn còn là một tháng rưỡi nữa để có thể tham gia cái chương trình quay thưởng để ngẫu nhiên may mắn sở hữu thêm một chiếc xe Honda e-Blade 150 nữa. Ở phiên bản này thì được để giá cho các bạn, bản đặc biệt thì để giá cho anh em là 55.200.000. Còn ở phiên bản này thì để giá cho anh em là 54 triệu nha các bạn. 54 triệu giả góp trả trước cho mình khoảng từ 11 đến 12 triệu. Anh em mua được một chiếc xe Honda e-Blade màu đỏ này rất là đẹp luôn, cực kỳ là thể thao, động cơ khỏe, 150, 125, 150 bọn mình để giá cho anh em là từ 54 triệu. Còn 125 thì anh em để giá cho các bạn rẻ hơn nha, là từ 40 cho đến 43 triệu, tùy màu nha các bạn. Anh em nào cần mua màu nào thì hãy comment là số điện thoại cộng với màu xe, bọn mình sẽ alo để tư vấn cho các bạn nha. Đó, và tiếp theo là WinX thì cực kỳ là nổi bật luôn. WinX ở phiên bản ở thời Tết này thì đang rất là rẻ, giá xe WinX hỗ trợ cho các bạn nha đến 8 đến 10 triệu đồng trên từng loại xe. Ở phiên bản thể thao này này, màu đỏ và màu xanh, cũng như là màu xanh này, để giá cho anh em là 36.500.000. 36.500.000 chưa bao gồm đăng ký. Đăng ký anh em ở huyện thì rơi vào tầm khoảng 1.500.000, còn đăng ký ở thành phố anh em rơi vào tầm khoảng gần 3 triệu nha các bạn. Đó. Và anh em mua xe trả góp WinX thì giả trước cho mình là từ khoảng 5 đến 7 triệu là anh em có thể mua trả góp xe WinX được rồi nha. Và đặc biệt hơn thì đối với riêng hệ thống Hòa Bình Minh bọn mình đang có chương trình khuyến mại là bốc thăm trúng thưởng nha. Khi anh em mua xe Honda WinX, anh em sẽ được cơ hội là nhận được một tờ phiếu này. Và đến ngày cuối đầu tháng 4 đi, bọn mình sẽ diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng. Và bạn nào may mắn, bạn ấy sẽ được nhận thêm một chiếc xe Honda WinX phiên bản thể thao Sport rất là đẹp ở đây nha. Còn ở các phiên bản như là phanh ABS thì bọn mình đang để giá cho anh em là khoảng từ, khá là hữu nghị là từ 40 cho đến 40 triệu 500. Là anh em sẽ hữu thêm được một chiếc xe Honda WinX phiên bản ABS nha. Rất là nhiều màu, 36 triệu 500 này, 40 đến 40 triệu 500 anh em sở hữu thêm các phiên bản như là WinX đen vàng đồng, WinX thể thao Sport, WinX HRC màu cam rất là đẹp nha các bạn. Và các bạn hãy lưu ý đến cái chương trình mua xe trả góp và mua xe để trúng thưởng để may mắn thêm một chiếc xe Honda WinX vào đầu tháng 4 nha các bạn. Hệ thống Honda Bình Minh và Minh Hạnh bọn mình đều có chương trình này nha. Đó. Và khi mua xe thì các bạn cũng sẽ được có cơ hội là nhận thêm các phần quà như là mũ bảo hiểm, áo mưa và các quyển lịch cũng như là mũ bảo hiểm, thay dầu, máy miễn phí. Và đặc biệt hơn nha, mình cũng chia sẻ thêm cho một số anh em sử dụng Honda e-Blade là từ giờ đến hết tháng 3 nha. Khi các bạn mang xe Honda e-Blade của mình bất kỳ đời nào cũng được nha, đến các cơ sở hệ thống xe máy Honda Bình Minh và Minh Thành, các bạn sẽ được có cơ hội là thay dầu miễn phí cho xe Honda e-Blade nha. Vì vậy anh em nào trong dịp Tết này hoặc trong dịp tháng 1, tháng 2, tháng 3 anh em chưa kịp thay dầu miễn phí thì hãy đến mang chứng minh thư nhân dân cộng với cả giấy tờ xe để nhận được ưu đãi là thay dầu miễn phí cho xe Honda e-Blade nha. Và tiếp đến thì mình sẽ báo giá xe Honda Lead nha các bạn. Ở phía bên này thì mình đang có chiếc xe Lead. Chiếc xe Lead này cực kỳ độc đáo nha các bạn. Ở đây là phiên bản Honda Lead phiên bản cao cấp nha. Ở phiên bản này thì để giá cho các bạn là 43 triệu nguyên xe chưa đăng ký nha. Đăng ký ở huyện thì anh em rơi tầm khoảng từ 1.500.000 trở lên, và đăng ký ở thành phố khoảng là 3 triệu nha các bạn. Và phiên bản này thì bọn mình cũng đã độ thêm cái vành xe sport màu đen này cực kỳ là đẹp, và không phải là ở đâu cũng có hoặc có thể độ cho các bạn lên như này đâu. Và đối với phiên độ như này anh em thêm cho mình khoảng là 1.500.000 đến 1.800.000 nữa nha. Đó, rất là đẹp đúng không? Sơn tích điện màu đen và bảo hành chất lượng 1 năm cho các bạn nha. Tay dắt cũng sẽ là màu đen luôn. Mà con này để giá là 43 triệu nha các bạn, cộng thêm 1.800.000 tiền đăng ký tiền độ nữa nha. Và ngoài ra anh em muốn lắp thêm các bộ phụ kiện bảo vệ thêm cho xe thì hãy liên hệ cho mình. Lead cộng với số điện thoại bọn mình sẽ alo và tư vấn ngay cho các bạn trong dịp Tết này, lì xì cho 10 khách hàng mua xe đầu tiên với những phần quà may mắn và giá cả rất là ưu đãi nha. Mua xe Honda Lead thì anh em cũng trả góp cho mình là khoảng từ 8 triệu đến 10 triệu là anh em mua xe trả góp được rồi. Và các bạn lưu ý là mình còn một phiên bản tiêu chuẩn đi, sử dụng màu đỏ và màu đen thì cũng để giá cho anh em là 39 triệu 500.
trên một chiếc xe nha anh em, 39.500 cho phiên bản tiêu chuẩn, còn phiên bản cao cấp để là 43 triệu, còn phiên bản nhan nhám để giá cho em là anh em là 42.800 trong thời điểm này nha. Và tiếp đến là phiên bản xe nguyên pha này. Nguyên pha thì bọn mình đang có rất là nhiều màu, nguyên pha màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu trắng. Và trước mắt các bạn thì đang là phiên bản nguyên pha màu đỏ vành đúc nha. Ở phiên bản này thì đời mới này để giá cho các bạn là 19 triệu nha, 19 triệu nguyên xe. Và anh em nào muốn lắp thêm vành đúc như này thì là 20 triệu nguyên xe nha. Và các bạn cũng sẽ được nhận được các phần quà như là mũ bảo hiểm, áo mưa, cũng như là rửa xe miễn phí và bảo dưỡng xe. Đó, rất là nhiều. Anh em mua xe nguyên pha có thể trả trước cho mình là từ 0 đồng, mang 0 đồng đến các bạn cũng thể mua xe được rồi nha. Và nếu như các bạn có nhiều thì trả trước cho mình từ 3 đến 5 triệu để nhận được cái thủ tục trả góp và cái lãi suất nó ưu đãi hơn nữa. Đó, 3 đến 5 triệu sở hữu ngay. Và chiếc xe này là 20 triệu, phiên bản vành nan thì là 19 triệu nha các bạn. Rất là đẹp. Nguyên pha thì từ trước nay chúng ta đều gắn liền với những anh chị công cộng sinh viên rồi, hoặc là bạn nào chạy Grab để phục vụ mùa dịch này thì mua chiếc xe này là cực kỳ là hợp lý. Máy 110. Đó, xăng tiết kiệm có 1.8 trên 100 cây thôi. Và tiếp đến là Honda Future nha các bạn. Future này vì ở những video trước ấy, rất nhiều các bạn đã hỏi em là giá bao nhiêu, giá ra là có xuống hay không, thì cũng báo luôn cho các bạn thì ở phiên bản vành đúc này đang để giá cho các bác là 32 triệu nguyên xe. Phiên bản Future 125 sử dụng kim phun xăng điện tử nha các bạn. Màu bạc này rất là hiếm, không phải ở hết nào cũng có cái màu này đâu. Để giá cho các bạn là 32 triệu nha các bạn. Còn ở phiên bản vành nan thì để giá cho các bạn là 30 triệu. Vành đúc 32 triệu, vành nan 30 triệu, giả góp trả trước cho mình từ 6 triệu nhận xe ngay. Các bác nào ở Sơn Tây Ba Vì hay ở những các Tuyên Quang hay ở các địa điểm xa mà đã nhận được cái livestream này thì các bạn hãy nhớ cho mình là gọi điện cho mình 0987162438 hoặc là gọi điện vào số điện thoại các bạn đang nhìn thấy ở trên Facebook hoặc là trên YouTube nha. Số điện thoại cộng với cả Future các bạn sẽ được alo tư vấn và bọn mình luôn luôn là lì xì cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên mua xe trong dịp đầu xuân này nha. Và mình cũng sẽ có một các phiên bản nữa như là Honda Lead. Ở đây Vision mình đã có phiên bản tiêu chuẩn này các bạn này. Vision này thì rất là rẻ nha các bạn. Vision bản này bọn mình đang để cho các bạn giá của phiên bản này đang là 34.500.000 nha. Đó, phiên bản này rất là đẹp, 34.500.000 cho một chiếc xe Vision này. Bảo hành 3 năm chính hãng. Và giả trước bạn trả góp cho mình là từ 5 đến 7 triệu có thể sở hữu ngay nha các bạn. Đó, rất là nhiều các phiên bản xe. Và ngoài ra thì anh em nhớ nhá, trong dịp đầu xuân năm mới này thì hết hệ thống Honda Bình Minh cũng như là Minh Thành luôn luôn có những chương trình lì xì đầu năm và các chương trình ưu đãi trợ giá khủng cho các bạn. Và nếu như các bạn nào ra Tết năm nay mà thất thu về tiền lì xì ạ và muốn mua xe trả góp ạ thì hãy alo cho mình. Và trả góp các bạn trả trước từ 0 đồng cũng được, hoặc trả trước cho mình từ 5 đến 10 triệu trên từng loại xe. Nhưng các bạn nhớ nha, trả trước càng nhiều thì các bạn lãi suất trả góp sẽ càng tốt hơn và cái thời gian thủ tục làm hỗ trợ trả góp các bạn sẽ nhanh hơn nha các bạn. Và ngoài ra thì cửa hàng mình cũng có một cái dòng xe phân khối lớn nhập khẩu dành cho anh em nha. Đây là một chiếc xe Honda CB300 mà rất nhiều anh em cũng đã hỏi mình là hết có bán cái dòng xe nhập khẩu hay không, thì cũng xin thưa các bạn là có nha. Honda CB300 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha. Và để giá cho anh em là 102 triệu. 102 triệu đã bao gồm thuế VAT 10%. Các anh em mua xe về chỉ việc làm đăng ký và biển giấy tờ thôi nha các bạn. 102 triệu. Anh em nào mà ở thành phố Việt Trì như mình á thì làm đăng ký chiếc xe này nó rơi vào khoảng là 5 triệu đến 6 triệu nha các bạn. Còn bạn nào mà ở huyện á thì đăng ký xe chỉ rơi vào tầm khoảng từ gần 3 triệu thôi. Đó, sở hữu ngay một chiếc xe Honda CB300 màu đen bạc. Đó, phuộc màu vàng, giảm sóc upside down rất là đẹp. Cùng với đó là bộ lốp không xăm, vành to. 102 triệu cho phiên bản này nha các bạn. Trả góp trả trước cho mình khoảng 20 triệu là hợp lý rồi. Thủ tục chỉ cần chứng minh thư nhân dân, cộng sổ khẩu hoặc với bằng lái xe thôi các bạn nha. Và ngoài ra các bạn hãy nhớ cho mình là trả góp cho mình càng nhiều càng tốt để có những cái lãi suất và thủ tục làm nhanh chóng hơn, rất là nhiều hơn. Mà đặc biệt hơn là khi mua xe CB300 này các bạn cũng sẽ có cơ hội là ốc thăm trúng thưởng để sở hữu thêm một em Win X phiên bản thể thao sport nữa nha các bạn. Rất là đẹp. Đó, và ở đây thì mình cũng vừa báo cho các bạn về giá cả ở thời điểm đầu năm ở Xuân Tân Sửu này nha. Rất nhiều các chương trình khuyến mại và lì xì đầu năm cho anh em. Winix chỉ từ 36.500.000 thôi nha. Airblade phiên bản 125 từ 40 đến 43.500.000. Honda Airblade 150 từ 54 đến 55 triệu để có cơ hội là bốc thăm trúng thưởng để nhận thêm một chiếc xe Honda Airblade 150 nữa. Rất là nhiều chương trình khuyến mại luôn. Và Vision về rất là nhiều luôn. Vision giá rẻ, nhiều màu sắc hợp lý và ưu đãi luôn. Từ 34 triệu đến 37 triệu anh em sở hữu ngay. Và đặc biệt hơn là cái màu này, không phải hết nào cũng có cái phiên bản màu cá tính đen nhám rất là đẹp như này đâu. Vành 16 inch như SH luôn. Rất là đẹp.
Và trước cho em từ 6 đến 7 triệu anh em sở hữu ngay Honda Vision phiên bản 2020-2021 nha. Honda E21 giả trước từ 12 triệu đến 18 triệu anh em sở hữu ngay. Đó. Và các bạn hãy nhớ cho mình là trong dịp đầu năm này rất nhiều có chương trình khuyến mại. Và anh em hãy nhớ là để lại comment là số điện thoại cộng với cả mọi xe, bọn mình sẽ alo để trực tiếp tư vấn cho các bạn nha. Và đầu xuân năm mới thì chúc anh em sẽ mua được những chiếc xe rẻ, chất lượng cao. Và hãy chọn mặt gửi vàng đến bọn mình nha. Hello, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.